Chào anh em, xin chào các bác. Mình nhau đồ đông lại quay lên những cái dây AV hàng tồn kho của Đức để anh em chọn lựa để cho bộ dàn âm thanh nhà các bác nghe nó hay hơn, nó rõ hơn, nó phê hơn. Đây là những cái dây AV hàng tồn kho của Đức, anh em có thể nhìn thấy cái đầu cắm, đầu đúc nha. Cực kỳ xịn luôn. Cái phần vành bên ngoài nó dày dặn, nó chắc, nó cứng. Đó. Nhưng giá thì rất bình dân, 200.000 một dây thôi. Hàng tồn kho của Đức đây, như thế này gọi một dây anh em nhé. Như thế này gọi một dây. 200.000 một dây. Thì mỗi vế hai đầu. Dài 1,9 m. Cái dây này tại sao cửa hàng bán? Bởi vì nó xịn mà nó vừa tiền, nó rẻ. Dài 1,9 m, chỉ có 200.000 hàng tồn kho của Đức. Nếu các bác đi mua dây này trên thị trường, dây này là dây Choicy của Trung Quốc thì cũng mất tầm 100.000, dài 1,8 m. Nhưng đổi lại cái dây này 1,9 m, 2 m của Đức nha, nhưng nó lại xịn hơn rất nhiều lần, mặc dù giá tiền nó chỉ hơn 100.000. Báo giá là giá tại cửa hàng em nhá. 100.000 thôi. 200.000 dây này. 200.000 một dây này. Đó, nhầm cái dây Choicy này 100.000. Nếu dài 1,8 m. Thì đổi lại là các bác có một cái đầu cắm nó cực kỳ xịn, đó là cái đầu này, so với cái đầu màu trắng đỏ này thì nó xịn hơn rất nhiều lần, thì độ ôm vào cái giác AV nó cực tốt, nó sẽ không bị vỡ móp méo theo thời gian. Nếu móp méo theo thời gian hoặc vỡ thì nó sẽ sinh ra là mất mát, nó sinh ra sôi ù, khi đó các bác không thể chơi được nhạc, âm thanh nó sôi nó ù thì nó rẻ. Đó. Một là mất vế tiếng, một vế loa, hai là sôi ù mình không sử dụng được. Nên cái âm thanh có cái dây loa và dây AV này nó cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Loa và âm ly quan trọng rồi. Như dây loa cũng là một thành phần không thể thiếu được. Dây AV không thể thiếu được. Nếu các bác muốn nghe ổn định, muốn nghe hay thì 200.000 một dây thôi. Giá tại cửa hàng không bao ship. Nếu các bác ở Hà Nội tiền ship tầm 17.000. Các bác ở tỉnh xa tiền ship từ 30 đến 35 nghìn. Tùy theo anh em ở gần hay ở xa mà mất tiền ship nó khác nhau. Thì tiền ship thì các bác đi mua cái gì cũng phải mất đúng không? Kể cả anh em ở nhà, các bác ở nhà mới đi ra chợ các bác cũng mất tiền xăng. Nếu bác nhờ người khác mua đến cho mình thì các bác phải trả tiền. Thế thôi. Thì đấy là cửa hàng tại sao là cứ phải nói cái từ ship rồi, để cho anh em nó rõ. Cái tránh trường hợp là mình đặt mua xong mình lại bảo sao không bao ship cho tôi, bởi vì cửa hàng không cộng tiền ship vào tiền sản phẩm. Rõ chưa các bác? Anh em mua thì cứ nhắn tin gọi điện cho thông tin địa chỉ rõ ràng, cửa hàng sẽ gói gửi tận nơi cho anh em qua Viettel. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. 200.000 một dây như thế này anh em nhé. Còn dây loa Mỹ Montage anh em có thể đặt hàng 100.000 một mét. Dây rất xịn luôn, mềm mại, tuốt dài này nó là bốn cái sợi này, tuốt ngắn thì nó liền với nhau. Montage của Mỹ 100.000 mét.